Trời ơi, vậy sao không nói sớm cho em biết? Tao sợ mày buồn. Mà sao anh cứ xưng mày tao với em hoài vậy? Tao cũng xưng hô vậy với con gái mà. Bộ mày không thích hay gì? Thân lắm thì tao mới xưng hô vậy thôi. Có gì đâu, tao không có nói chuyện ngọt được giống như Đồng Phúc đâu. Anh đừng có nhắc đến người đó nữa. Mà thôi, đi về đi. Má đang ở nhà nấu chè cho kìa. Dạ. Đi. Anh Nhân ở trong bệnh viện với mẹ rồi. Vậy ai chở tôi về vậy? Thì Dân chở về chứ ai. Mẹ nói là hồi nhỏ mày xíu ngoài à, nên là chỉ cho anh Nhân vào bệnh viện thôi. Vậy cho tôi đi với nha. Mày vô bệnh viện mày mệt rồi khổ người ta nữa. Ê Hạnh, tao với mày làm người tiếp bằng gác đi. Rồi em mệt lắm. Vậy mày đưa cái chân mày đây. Ê, mày rút chân đi. Mày sao vậy? Bộ mày mệt hả? Mệt quá à. Sáng giờ chưa có ăn cái gì. Ha, tao quên. Sáng giờ mày đi được mỏ thò. Thôi, đi về ăn cơm nè. Rồi. Mày đợi tao tí nha. Đi đâu vậy? Tao đi mua đồ ăn cho mày. Đợi tao tí nha. Ê, Hạnh ơi, mày sao vậy Hạnh? Hạnh ơi. Ê, Hạnh ơi, mày sao vậy Hạnh? Hạnh ơi, Hạnh. Mày bị gì vậy? Giỡn gì không vui hết á. Muốn lần sau mày đừng có giỡn vậy nữa nghe chưa? Dạ. Mệt chứ. Nè, uống mang nè. Nè ăn đi. Anh không ăn hả? Thôi, tao không thích ba mày tôm sống này đâu. Không mà tiền đâu ra anh có vậy? Thì tiền để cho tao mua sách. Trời ơi, vậy sao anh không lấy tiền đó mua sách đi, mua mì cho em, rồi tiền đâu mua sách nữa. Sao đâu, thì tao đọc kế thằng tới bên là được rồi. Mày lo cái gì, ăn đi. Em ăn nha. Ừ. Em đi chọn hàng bán nha. Vâng. Thank you.
ghê quá à. Anh Nhân, cái gì anh cũng nhường cho em hết á. Nếu mà anh không tỉnh lại, em không biết phải sống sao nữa. Mệt vừa thôi, hôm nay bạn đang cảm thấy thế nào? Có điều gì làm bạn suy tư thế kia? Rồi giờ anh phải làm gì cho em hết giận anh? Em không có giận anh, em buồn chuyện khác. Mà nhưng nay nhập viện hả? Dạ, anh bị bệnh nặng quá. Em nghe nói là khi đi khám, trên người anh có kết rất làm tím dưới da. Dạ gần đây anh cũng xanh xao mệt mỏi, đầy suốt cân mà không có ai biết hết á. Ồ, tội nghiệp dâm ghê. Mà anh nói nè, anh thấy em cũng xanh xao lắm rồi đó. Ráng giữ sức khỏe đi nha. Dạ. Yeah. Đi, anh phụ em nha. Cho tao bị bệnh chứ phải bị liệt đâu mà mày dành làm. Sao anh không vô nhà nghỉ ngơi đi? Thôi, tao thích ngoài đây làm việc, nằm trên giường mệt lắm. Mà nè anh, bác sĩ có nói là khi nào nhập viện lại không? Thì chừng là mệt vô thôi. Dạ. Mà Hạnh, nếu mà sau này á, mà ông trời ổng không có thương tao á, tao có mà đi chứa thì anh không có được nói vậy. Thôi tao chỉ hỏi vậy thôi, mày đừng lo cho tao. Với lại bác sĩ chỉ mới nghi ngờ nè, còn chờ kết quả chưa lấy chính xác nữa. Mày nói gì? Trời ơi, mày mất ước tới nơi nữa rồi đó. Tao chỉ sợ nếu mà tao có đi rồi, ổng còn ai bảo vệ cho mày nữa, ổng mày bị ăn hiếp thì sao? Biết vậy thì anh phải khỏe để bảo vệ em. Ê, đi tắm biển đi. Thôi, hôm nay tôi mệt lắm. Là anh Nhân đi tắm biển đi. Mày khinh tao hả? Không, tôi không có hả? Lát lạo. Ê, nhớ kia. Ê, Hạnh. Hạnh ơi. Sao? Có vậy mà còn té nữa hả? Yếu gì? Làm sao không Hạnh? Tao khó thở. Đợi tao tới. Ê! Ai? Vô kêu mẹ lại lên đi. Để lên coi. Hạnh ơi. Hạnh ơi. Sao? Bình tĩnh. Mẹ, con Hạnh có bị sao không? Không, bác sĩ đang theo dõi. Bệnh chả ớt, diễn không. Ai? Mắc ói thiệt chứ. Trời, bé này. Đi vô. Đi vô con. Báo kết quả thì bác sĩ nói là nhưng không có bệnh gì hết.
Đọc chúc mừng anh Nhân nha. Bác sĩ nói á là con chỉ bị suy nhược cơ thể thôi, con ráng ăn uống điều độ vô nghe không, chứ là phải ngủ nữa, biết chưa? Dạ.